đời lắm. Ở giữa khu vực trời đất, cường thế sông châu bố phụ, chính giữa nam bắc đông tây, hiện vi núi sông sâu trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vất chúng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt ổn định. Xem đất nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quán yếu bốn phương, đúng là nơi cường đô kinh sư mãi muôn đời. Thank you.
Thank you.
Thank you.
nhà nước mặt trận tổ quốc.